Chào cô chú anh chị ha. Mình là Khoa, nhà đất Tân Phú Đông, Tiền Giang. Chuyên đất nền, đất vườn, đất thổ cư của huyện Tân Phú Đông. Thì hôm nay Khoa đã có mặt tại đường tỉnh 87B thuộc khu vực của xã Tân Phú để giới thiệu cho quý anh chị một cái lô đất thổ cư xã Hồng Liên xã. Ngang 5:28. Đất nằm trên mặt tiền đường ô tô luôn ha. Thì giá chỉ có 200 triệu đồng thôi cô chú anh chị, bao mọi thuế phí chuyển nhượng cô chú anh chị luôn ha. Thì đây là đoạn đường tỉnh 87B, thì khu vực này thì mình chạy xuống khoảng chừng 400 m nữa là có cái chợ ha. Chợ Đình của xã Tân Phú. Mình chạy ngược lên đây là mình chạy lên ủy ban của xã Tân Phú ha, chạy lên ủy ban tầm khoảng một cây số cô chú anh chị. Ủy ban rồi công an. Nói chung tất tần tật thì bán kính trong vòng 1 km thì cô chú anh chị mình đã sử dụng đầy đủ tiện ích như chợ, trường học, đầy đủ tiện ích xung quanh luôn ha. Thì con đường đi vô đất của mình thì đường ô tô luôn ha cô chú anh chị, nằm trên mặt tiền đường bê tông, đường 3m ha. Thì đất mình thì nền cao ráo sẵn rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ Khoa sẽ dẫn quý anh chị mình đi vô cái thửa đất của mình ha. Đây chính là đường Xuân An, đường Xuân An 2 ha cô chú anh chị. Mình chạy thẳng vô là vô tới một cái khu quẹo là tới đất của mình ha. Thì từ vị trí đất mình ra tới đầu đường tỉnh lộ 87B này chắc tầm khoảng chừng 600 m đó cô chú anh chị. Khu vực đó rất là đông dân cư ha, nhà cửa san sát liền kề luôn. Thì với diện tích ngang 5:28 thì đã rất là thích hợp cho cô chú anh chị mình cất một cái nhà tài chính nhỏ nhỏ ha. Mua xong mình cất cái nhà là rất là ok luôn. Khu vực vườn quê, ở quê thì khá là mát mẻ, trong lành. Cái tuyến đường mình đang chạy vô trong tới đất đây ha, là hai bên thì trồng dừa. Khu vực này thì 6 tháng nước mặn, 6 tháng nước ngọt ở ngoài sông ngòi ha. Còn đất mình thì nằm trong vườn, nền thì đổ đất khá là cao ráo bằng mặt lộ luôn ha. Xe ô tô thì 4 chỗ, 7 chỗ, cô chú anh chị mình đi tới đất luôn. Thì cô chú anh chị mình ở Sài Gòn về đất tầm 65-75 km ha. Thì vị trí khu vực cô chú anh chị mình đang ở, tiếng phà gần nhất để cô chú anh chị mình đi về đất thì từ ngay chỗ đầu đường tỉnh lộ 87B á cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình chạy xuống bến phà Tân Long tầm khoảng 4 km ha. Mình qua cái bến phà Tân Long là mình đã tiếp giáp với Yên Lương, Quảng Tây. Chạy thêm khoảng 50 km là mình tiếp giáp với Bình Chánh, Sài Gòn ha. Đường thì đường xá thông thoáng, điện nước, đèn đường đầy đủ cho cô chú anh chị mình hết ha. Chỉ cần cô chú anh chị mình về đây mình sinh sống, mình công chứng, mình ra sổ hồng riêng, mình đi đăng ký điện nước là mình có thể sử dụng rồi ha. Đất ở quê mình thì cũng xây dựng cũng thoải mái ha cô chú anh chị, cũng không có giống như mà một số các đất ở đô thị. Cho nên thì xây dựng thì nhà nước họ khuyến khích dân mình về ở tập trung cho đông á. Thì cũng rất là dễ dàng cho vấn đề xây dựng. Thì cô chú anh chị mình về đây sinh sống thì có thể có sổ hồng riêng thì có thể cất nhà được rồi ha. Đây ha, khu vực của mình tới đất này cô chú anh chị, khá đông dân cư hai bên luôn nè ha. Đây là đoạn đường này thì dân cư liền kề đầy đủ hết ha. Rồi ở đây thì hiện tại thì Khoa còn hai nền đất thổ cư liền kề, mỗi nền thì ngang 5 dài là 28 m ha cô chú anh chị. Đây nha cô chú anh chị, tới khu vực của mình rồi ha. Từ vị trí cây trụ nè, ngang qua đó là 5 m, chạy sâu tới hết mấy nhà đó là 28 m ha. Bên đây cũng vậy, Khoa cũng còn một lô bên đây nữa ha, ngang 5 là dài 28, chạy sâu xuống luôn, hai lô liền kề hai giáp ranh với nhau ha cô chú anh chị. Có hai cuốn sổ hồng riêng luôn. Cô chú anh chị mình mua hai lô liền kề vẫn được ha. Và có thể mình mua lẻ thì chỉ có 200 triệu một thửa thôi. Cái con tuyến đường này thì cũng thông luôn ha cô chú anh chị, thông ra tỉnh lộ 87B luôn. Mình lên đây ha. Đoạn đường này thì cũng đã xuống cấp cho nên thì nhà nước cũng đã hợp dân rồi, chuẩn bị cải tạo lại con đường này ha. Ô tô quý anh chị mình có thể đi tới chỗ này ha. Hồi trước thì chỗ này thì xe tải họ đổ đất họ chạy vô tới đây vẫn được ha cô chú anh chị. Nền thì cô chú anh chị thấy ha, gò khá là cao ráo luôn nè.
hồi xưa thì đổ đất vô đây cho nên nền rất là dẻ. Phía sau giáp ranh thì còn rất là nhiều nhà dân luôn nè, liền kề giáp ranh hết nè. Đoạn đường này thì nói chung tuyến đường này là hồi xưa là tuyến đường song hành với tỉnh lộ 8B, cho nên thì nhà cửa thì mọc lên ở tuyến đường này rất là nhiều luôn, nhà liền kề không. Chú anh chị thấy ha, rất là đông dân cư ở đoạn này. Bên đây thì cặp hông mình có một cái con đường đi vô thẳng tới sông ha, vô một cái hãng nước mắm lớn, hãng nước mắm Hải Hương ha cô chú anh chị. Đây thì chạy vô chút xíu là mình đụng cái sông rồi. Chỗ đây gió rất là mát mẻ luôn này cô chú anh chị. Trước đất mình thì có hệ thống đèn đường thắp sáng ha. Còn về điện thì điện lưới quốc gia này cô chú anh chị, có hàng trụ điện gần đất luôn. Nước thì nước thủy cục, nước thủy cục BOT ha. Ở đây thì dân đa phần khu vực chỗ này thì họ sống nhờ xe nhang ha, với vườn thì trồng dừa hoặc là trồng xả. Ở khu vực này vẫn có một số điểm trồng xả ha, hoặc sáng mấy xong thì ta nuôi thủy sản này cô chú anh chị. Rồi qua xin nhắc lại là hai nền đất thổ cư ngang 5 dài 28 mỗi nền ha, mỗi nền đều có 100m² thổ cư, giá bán là 200 triệu một nền ha, bao cho cô chú anh chị mình mọi thuế phí chuyển nhượng luôn ha cô chú anh chị. Đây ha, hệ thống đèn đường rồi điện lưới quốc gia, nước thì đăng ký thì người ta kéo tới chỗ cho cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị mình ở Sài Gòn thì về đất thì hiện tại thì cô chú anh chị mình phải đi qua phà ha. Thì tuyến phà gần nhất để cô chú anh chị mình đi về thì đi theo cái tuyến phà Tân Long nha cô chú anh chị. Hoặc quý anh chị nếu mà ở các khu vực Giang quận 12 Hóc Môn thì có thể đi theo tuyến quốc lộ 1 để về phà Bình Ninh cũng được ha. Thì qua phà Bình Ninh thì mình chạy xuống đây cũng khá là gần ha, tầm khoảng 10 km. Thì rất là nhiều tuyến đường để mình đi qua đất nha cô chú anh chị. Rồi quan tâm cứ liên hệ bên khoa ha, số điện thoại là 0334474430, và quý anh chị gọi thêm 0766450076 để được khoa tư vấn thêm ha. Thì đất này thì sổ hồng riêng sẵn rồi, bao thuế phí chuyển nhượng hết cho cô chú anh chị luôn ha. Quan tâm cứ liên hệ bên khoa. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều ha.